quý vị nghe phần 15, phần cuối cùng tiểu thuyết Aquarius hay là chuyện dân gian ở thời đại chúng ta của tác giả Đức Hoàng qua sự thể hiện của nhà văn Võ Thị Xuân Hà. Tòa nhà vẫn còn một vài tầng sáng đèn. Tay bảo vệ trẻ đang ngồi cắm đầu vào điện thoại cầm tay chơi điện tử. Tôi đứng ngoài cabin bảo vệ một lúc, nhưng hắn ta vẫn không để ý. Hắn cũng là người của chúng tôi, ngồi đấy để cảnh giới phòng khi công an đến kiểm tra đột xuất. Tôi đã muốn đẩy cửa bước vào và tát cho cái đứa lơ là công việc kia vài cái, nhưng rồi lại chỉ gõ vào cửa kính để hắn ta ngẩng lên, lừ mắt cảnh cáo rồi bước vào trong. Nếu là anh sẽ làm như thế. Tôi tự nhủ khi bấm nút mở cửa thang máy. Tôi lên tầng cao nhất. Ở các tầng khác của tòa nhà, ông chủ vẫn cho thuê làm văn phòng bình thường. Nhưng trên tầng 12 có văn phòng của một công ty ma mà ông chủ dựng lên. Ngay trong phòng giám đốc của công ty ấy là cầu thang dẫn lên sân thượng. Ngoài ra không còn lối nào khác. Sân thượng của tòa nhà này về lý thuyết không hề tồn tại. Đến bây giờ, tôi vẫn nể anh vì đã nghĩ ra giải pháp ấy. Tôi leo cầu thang trên sân thượng. Trên ấy có một vườn cần sa. Hai thằng trong vườn đang nằm đắp chăn ngủ trong góc. Tôi cũng không gọi chúng dậy. Tôi bước giữa những luống cần sa ra sát mép tường, ngồi xuống hút thuốc và nhìn thành phố. Những luống cần sa xanh chói lói trong ánh đèn cao áp, mỗi cây được trồng trong một chậu ươm tròn cuốn bằng ni lông để dễ di chuyển. Đầu kia sân thượng là một cái lò bánh mì đốt bằng ga, được cải tạo lại thành một cái lò thiêu. Chỉ cần công an ập vào sảnh tòa nhà, thang máy sẽ tự ngắt. Và trong thời gian công an chạy bộ từ tầng trệt lên đến tầng 12, toàn bộ khu vườn sẽ được ném vào cái lò kia. Tất cả sẽ thành tro bụi chỉ trong 15 phút, không một dấu tích nào để lại. Cái lò bánh mì là sáng kiến của tôi. Tôi còn nhớ ông chủ đã cười rất nhiều khi tôi nói về nó. Một sự sung sướng kỳ lạ. Rồi ông khen tôi thông minh, tôi đã tự hào lắm. Bây giờ nhìn lại khu vườn này, tôi mới nhớ đến những gì anh đã nói. Anh không khen tôi thông minh mà bảo rằng trong tôi cuối cùng cũng hình thành được tư duy tội phạm. Đúng là cái lò thiêu ấy đã tự bật ra trong đầu tôi như là một phản xạ, được tạo ra sau bao nhiêu những điều tôi đã thu nhận được từ thế giới tội lỗi này. Nó là phản xạ chui lùi của những kẻ sống bằng việc chui lùi. Anh đã nói như thế đấy. Tôi không thể lý giải tường tận tại sao mình lại gọi anh tới căn nhà bên bờ biển trong buổi sáng hôm ấy. Tôi đã biết rằng cô gái đang bị trói trên ghế kia không phải là em gái anh, và tôi cũng không thể lường được phản xạ của anh nếu nhìn thấy cảnh này. Nhưng tôi muốn anh đến, có thể bằng cách nào đấy tôi sẽ thu xếp được để cô gái này được thả ra và anh sẽ có một người em gái như mình đã muốn. Tôi sẽ nói cô ta đóng kịch để anh được thỏa mãn ước nguyện của mình. Tôi đã tìm thấy bức ảnh gia đình anh trong khi lục tìm những gì mà người bạn của ông chủ để lại. Tôi nhận ra anh trong bức ảnh ấy và qua tra hỏi những đứa đệ tử của người đàn ông kia,
mường tượng ra được câu chuyện. Tôi đã tìm được mẹ anh, nhưng không thể tìm được cô em gái. Cô ta như biến mất ngay sau đêm người cha dượng bị giết chết. Và cho dù có tìm được, tôi cũng không muốn để anh phải đối mặt với những người đó. Anh sẽ không bao giờ chịu được sự phán xét của họ. Tôi không giữ được bí mật ấy trong lòng. Kể từ sau hôm tôi và anh giết Long, tôi không còn thấy hưng phấn mỗi khi chơi ke hay hút cỏ nữa. Chỉ có một sự bất an rất khó lý giải, và nó cứ tăng lên từng ngày. Đến khi tôi nhận ra rằng sự bất an ấy chính là nỗi sợ cái chết và sợ phải mang theo bí mật của gia đình anh xuống mồ. Tôi nói với Khôi, tôi nói rằng nếu tôi chết, Khôi hãy đưa anh đến ngôi nhà mà mẹ anh đang sống. Lúc anh quay người lại để bắn mấy thằng đàn em đang đứng ngoài cửa, tôi nhận ra điều mình phải làm. Trong ánh mắt anh, trong cử chỉ cương quyết ấy là sự thèm khát cực độ được quay trở lại sống cuộc sống của một con người bình thường. Hay chỉ là một phần nào đó bình thường trong một cuộc sống của con người, như là việc có một người thân. Tôi sẽ giúp anh. Đó có thể là việc cuối cùng tôi làm trong cõi đời này, và có thể là việc duy nhất có ý nghĩa. Tôi bảo anh bế cô gái ra ngoài cửa sổ. Cô ta đang sợ hãi, và tôi hy vọng rằng cô ta có thể làm mọi điều để giữ mạng sống của mình. Có thể cô ta sẽ tự đóng kịch là em gái anh chỉ một vài ngày, hay có thể là một vài giờ thôi trước khi sự thực lộ ra. Nhưng anh vẫn sẽ được sống cái phần đời mà mình đã đánh mất. Tôi đã chỉ tự bắn vào chân mình để thuyết phục anh đi. Tôi biết rằng sẽ chẳng có cơ hội nào để sống sót nếu ông chủ tới. Đơn giản là tôi không đủ sức nói dối trước một con người như thế. Quả lựu đạn này sẽ nổ khi ông ta bước vào. Tôi ngồi trong căn nhà tối ấy, nhìn qua cửa ra biển. Nắng đang bắt đầu lên. Tôi nhớ bà ngoại mình cũng là một ngày trời nắng như thế này. Bà lần túi cho tôi mấy đồng đi ăn quà, rồi dặn mua cho bà 500 bỏng ngô. Tôi đã hớn hở lắm. Ngày thường bà chỉ đánh, chứ không bao giờ cho tôi tiền. Bà ăn xong rồi còn nấu lá tắm rửa, gọi tôi vào gội đầu cho, rồi mới đi ngủ. Bà đã biết rằng mình sắp chết. Bây giờ tôi mới nhận ra rằng bà đã biết điều ấy trước khi đi ngủ. Thế mà bà chẳng dặn tôi một điều gì. Bà chỉ ngồi im ăn bỏng. Bà đã thương tôi rất nhiều, nhưng hình như trong lúc ấy bà cũng chẳng dám nghĩ về tương lai của tôi nữa. Bà không dám cất lời dặn dò tôi điều gì nữa, không dám hy vọng rằng tôi có thể trở thành một người đàng hoàng trong cái thế giới mà mỗi con người như là một hạt nước rơi này. Mỗi con người như là một hạt nước rơi. Lúc rơi từ đám mây xuống thì tròn vành vạnh và độc lập với nhau. Nhưng rồi xuống đất, ai cũng vỡ tan, ai cũng bị trộn đều, rồi cuốn trôi đi trong cái dòng chảy mà số phận đã sắp sẵn cho mình. Lại là một lời của anh mà đến bây giờ tôi mới hiểu. Tôi là một giọt nước rơi xuống cống. Tôi đi ra cửa, tay giơ quả lựu đạn về phía trước. Ông chủ đang đứng đấy cùng với một đám đàn em 55 AK và K54. "Đừng làm gì ngu xuẩn, Hiệp ơi," ông nói mà như van nài tôi. Đấy là lần đầu tiên
Tôi nghe thấy ông nói với người khác bằng một giọng như thế. Tôi lắc đầu, thả quả lựu đạn xuống đất. Dù sao, ông cũng đã nuôi tôi. Dù sao, cuộc sống của tôi cũng chỉ có những giá trị được tạo ra bởi ông ta. Tôi không muốn giết ông ta. Đừng, con ơi! Ông chủ gào lên, lao về phía tôi, nhưng đám đàn em đã kéo ngược ông trở lại. Khôi đưa tôi về nhà mình, một căn nhà nằm sâu trong ngõ trên phố cổ. Căn nhà chỉ chừng 20 mét vuông, đủ kê một cái tủ thờ, một bộ bàn ghế con và một chiếc giường. Bước vào nhà, việc đầu tiên cậu ta làm là thắp ba nén hương cắm lên ban thờ. Tôi nhìn lên, bát hương và những chân hương cắm trên ấy còn mới. Người phụ nữ trong tấm di ảnh đặt trên nóc tủ thờ mất còn chưa lâu. Lúc bà cụ mất, em vẫn còn ngồi trong tù. Hiệp lo hết hậu sự, anh ạ. Khôi kể cho tôi nghe về chuyện của mình. Một câu chuyện cũ kỹ như là đồng dao của phố. Ngày trước, nhà Khôi là chủ của cả dãy nhà này, dài từ trong ngõ ra đến tận mặt đường. Bà cụ bán bún ốc, vị thế đẹp giữa phố cũ, giúp hai mẹ con giàu lên nhờ bún ốc. Rồi Khôi nghiện, bà mẹ vùi đầu vào hàng bún để bù đắp cho con cuộc đời thiếu cha. Nhưng hóa ra biến nó thành người không ai dạy. Nhà bé lại dần cho đến khi chỉ còn một căn nhỏ nằm tít sâu trong ngõ. Khôi đi đưa hàng cho người ta, rồi đi tù mấy năm, mẹ ở nhà cũng gầy mòn đi mà chết. Đồng dao phố là như thế đấy. Lúc em học được cách sống cho giống người thì... Khôi kết câu chuyện bằng một câu bỏ lửng như thế. Khôi không kể mình đã quen Hiệp như thế nào. Tôi thắc mắc nhưng cũng không hỏi. Cậu ta chỉ kể rằng 2 năm trong tù, Hiệp đã chăm sóc cho bà cụ, rồi lo cả hậu sự khi cụ mất. Tôi không thấy Hiệp nhắc đến chuyện ấy một lần nào. Tôi cũng không thực sự hiểu tại sao nó làm thế. Có thể nó cũng đã như tôi, đã cảm thấy cần một cuộc sống bình thường của những đồng loại mình. Tôi đưa vài địa chỉ cho Khôi, rồi nhờ cậu ta đi mua cho mình một ít tài mà, thuốc nổ và một quả lựu đạn. Khôi không hỏi gì thêm, chỉ lắng nghe tôi bày cách giao dịch, rồi đi. Tôi mở điện thoại của mình lên, vào mạng. Khi tôi bắt đầu nhập cụm từ tìm kiếm How to make vào, Google tự gợi ý những kết quả thông dụng nhất. 518 triệu kết quả cho How to make out, làm sao để hôn. 370 triệu kết quả cho How to make a website, làm sao để làm ra một trang web. 195 triệu kết quả cho How to make money, làm sao để kiếm tiền. 47 triệu cho How to make a cover letter, làm sao để viết một lá đơn xin việc. Tôi gõ nốt cụm mình đang muốn tìm. 49 triệu kết quả cho How to make a bomb, làm thế nào để tạo ra một quả bom. 49 triệu bản hướng dẫn chế tạo bom trên mạng, nhiều gấp 40 lần những hướng dẫn làm máy bay giấy, 20 lần cách làm trứng ốp lép và nhiều hơn cả cách viết đơn xin việc. Nếu cứ dùng những kết quả mà Google thống kê được để xếp hạng những mong muốn của con người, thì một quả bom chỉ đứng hàng thứ mấy. Một nụ hôn, một trang web
để giao tiếp, một mong muốn mưu sinh và một thứ để hủy diệt. Tại sao lại có nhiều người muốn làm ra một quả bom đến thế? Hay là bởi vì mọi con người đã chót được sinh ra trên thế giới này đều mang trong tận sâu lòng mình một mong muốn chối bỏ nó? Họ cần, dù chỉ là chứng kiến thôi, một cái gì nổ tung lên, như là những đứa trẻ say mê một quả pháo. Trong hàng triệu người đã gõ cả cụm từ khóa này vào Google, có bao nhiêu người đã thực sự làm ra một quả bom? Bao nhiêu người chỉ muốn chơi trong vườn? Và bao nhiêu người đã muốn dùng một trái bom để tiêu diệt những con người, những hệ thống mà họ căm hận? Tôi mất nửa ngày để đọc những thứ trên mạng và quyết định rằng mình sẽ không cần phải chế tạo một quả bom để có thể cho nổ mọi thứ. Chỉ cần giật quả lựu đạn, khối thuốc nổ cũng sẽ nổ theo. Khi tôi hoàn thành xong kế hoạch trong đầu mình, thì Khôi cũng mang những thứ tôi yêu cầu về. Tôi bày hết tất cả ra bàn, rồi bắt đầu châm cỏ và hút. Khói sộc lên óc, nhưng tôi vẫn tỉnh táo. Hút xong điếu đầu tiên, tôi ngồi một lúc chờ thuốc ngấm. Mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ đi, nhưng ký ức lại trở nên rõ ràng hơn trong tôi. Tôi nhìn thấy thời thơ ấu của mình, nhìn thấy tà áo dài trắng của người con gái lần đầu tiên tôi nắm tay, thấy những bữa cơm triền miên với đủ món đậu phụ của gia đình mình, thấy những hàng dâu da xoan nở tung dài con phố. Hết điếu thứ hai, tôi nhớ lại cuộc đời mình đã sống trong mười mấy năm qua. Không còn lộn xộn và trừu tượng như một bức tranh của Pollock nữa. Tất cả đều rõ ràng, những phát súng, những người chết, những chồng tiền đặt trên bàn cao ngang đến cằm. Tôi nhớ lại cả cảm giác thỏa mãn của mình sau những cái xác đổ xuống. Đúng là cảm giác thỏa mãn, tôi đã không đủ can đảm để thừa nhận nó. Đó là một thứ rất giống với chiến thắng, khi tôi có thể gạt bỏ những con người ấy, vượt qua những quy luật vô lý của xã hội để đến với cái đích mà ông chủ đặt ra. Cảm giác tôi tìm kiếm chỉ đến sau điếu cỏ thứ ba. Tôi khóc. Tôi đã không thể khóc khi nhìn mẹ tôi rơi xuống từ sân thượng. Tôi đã đông cứng lại và không còn cảm nhận được sự đau khổ của chính mình nữa. Bây giờ tôi nhận ra nó trong từng mạch máu của mình. Những buồn đau và dằn vặt cứ lan đi theo ngọn khói đi khắp cơ thể tôi. Tôi khóc no nê ngay trước mặt Khôi. Cậu ta không hút, cũng không nói gì, chỉ ngồi đấy nhìn tôi. Tôi gọi cho ông chủ, nói rằng mình muốn gặp để nói chuyện. Ông im lặng một lúc, rồi hẹn tôi ở một khu du lịch ở khá xa thành phố. Tôi không hiểu tại sao ông lại chọn địa điểm ấy, nhưng vẫn quyết định tới. Sáng hôm sau, tôi nhờ Khôi thuê cho mình một chiếc xe máy, rồi tự phóng đến. Khôi muốn đi cùng, nhưng tôi cản lại. Cả cái công viên giải trí không có bóng người, ngay cả bảo vệ cũng không có. Khi đến nơi, tôi mới nhớ ra rằng ông chủ cũng có cổ phần trong khu du lịch này. Có lẽ ông đã thông báo đóng cửa trong ngày hôm nay, nhưng tại sao ông làm thế thì tôi chưa đoán ra. Tôi dừng xe ngoài cổng, giật chốt một quả lựu đạn, cầm chắc trong lòng bàn tay phải và bước vào. Tôi đi đến cuối công viên, ở đấy có một nhà thủy cung ngầm dưới đất, một đám thuộc hạ của ông chủ.
những đứa đàn em cũ của tôi đang đứng ngoài. Chúng chặn tôi ở lối vào, đòi kiểm tra súng. Tôi giơ quả lựu đạn đã giật chốt lên cao, rồi dùng tay trái kéo khóa áo khoác xuống. Cả lũ giặt ra. Phía dưới áo khoác, tôi đã quấn thuốc nổ quanh mình. Chỉ cần tôi thả quả lựu đạn ra, một nửa công viên này sẽ tan ra thành bụi. Tôi bước vào trong thủy cung. Ông chủ đang ở trong ấy, tha thẩn đi dọc hành lang dài, nhìn những đàn cá đang bay lượn lấp lánh trên đầu mình. Ông dường như không quan tâm đến sự có mặt của tôi, cũng không muốn bắt đầu câu chuyện, cứ thế bước đi. Tôi biết rằng ông muốn nói gì đó, nên không cất lời trước, chỉ theo sau ông một quãng ngắn và cũng nhìn những đàn cá. Thật ra, tôi cũng không có gì để nói. Tôi đến đây chỉ để thả quả lựu đạn này ra. Cứ thế, chúng tôi đi chậm dọc theo hành lang kính. Trong lúc ấy, tôi nhận ra rằng những con cá trong bể hôm nay có điều gì rất kỳ lạ. Tôi đã nhìn những con cá biển rất nhiều lần, nhưng dường như chưa bao giờ quan sát mắt của chúng. Đôi mắt to tròn và dường như vô cảm, nhưng thật ra không hề. Tôi nhận ra mắt của cá sống rất khác với mắt trên những cái đầu cá đã chặt ra. Những đôi mắt sống vẫn cử động, và không biết có phải vì hình dáng tròn xoe của chúng mà tôi thấy đằng sau những đôi mắt ấy là sự hoang mang pha lẫn cả chán trường. Chúng bơi quanh quẩn trong cái bể ấy rất chậm chạp, đôi lúc dừng lại một chốc trước mặt kính như để nhìn thẳng vào tôi và hỏi rằng nên bơi đi đâu tiếp. Có một con cá chim trắng đang dừng lại nhìn tôi, thờ ơ. Thờ ơ như là đã biết chắc rằng tôi sẽ không có câu trả lời cho số phận của nó, như là đã quá uể oải với việc tìm một cái khe hở trên tấm kính khổng lồ này để thoát ra. Hàng trăm đôi mắt như thế đang trôi qua tôi. Người ta thiết kế kính của thủy cung rất dày để chịu được áp lực nước và cả những cú húc của cá mập. Nhưng tôi không nghĩ rằng những con cá mập trắng khổng lồ kia sẽ cố húc vào mặt kính này. Đôi mắt của chúng cũng giống như đôi mắt của cá chim trắng, của cá đuối, cá vược, cá tai tượng, cá mú, cá hồng, hay cả những con cá ngựa nhỏ xíu, đều phủ vẻ ủ ê và sợ hãi của những sinh thể đã chấp nhận cuộc sống bế tắc của mình. Cứ trôi chậm chậm trong cái bể, tưởng là đang sống một đời sống như sinh ra đã phải thế, nhưng thật ra chỉ là lơ lửng vô hồn giữa một khối vật chất đặc kín, giữa những bức màn trong suốt nhưng không thể xuyên qua. Bơi đi, đập vào nhau, bơi vòng lại, rồi lại va đập vào nhau để tạo ra một thứ giống như là chuyển động tự nhiên vậy thôi. Cuộc đời con người cũng giống như là những con cá trong bể này thôi. Ông chủ cất tiếng khi một con cá đuối khổng lồ bơi qua và phủ bóng lên chúng tôi. Cá có thể không ý thức được thân phận của nó đâu, chú ạ. Người thì biết rằng đời là bể khổ, nhưng vẫn phải cố sống. Ừ, nhiều lúc tao cũng nghĩ sao cuộc đời này dài quá. Ông ngoái lại, nhìn bàn tay đang nắm quả lựu đạn của tôi, rồi lại im lặng bước đi. Quả lựu đạn đã trơn tuột mồ hôi, nó có thể tuột ra bất cứ lúc nào.
Tôi nắm chặt hơn. Tôi chưa muốn nó nổ ngay bây giờ. Trong mắt tôi, người đàn ông đang đi phía trước vẫn là một người thầy. Con đường đi tìm Utopia của ông ta có thể nhuốm đầy máu của những người khác. Có thể ông ta đã kéo tôi và rất nhiều con người nữa vào bể máu để cùng tắm sạch lương tri của mình. Nhưng ông ta đã nuôi sống tôi, đã dạy cho tôi cách nghĩ về cuộc sống này. Cho dù đó là một suy nghĩ không lối thoát, tôi muốn được tham gia đến cuối cuộc nói chuyện này. Và dường như ông ta cũng muốn thế. Một cuộc nói chuyện sau cùng, tôi đủ hiểu ông ta để biết rằng sẽ chẳng có cái bẫy nào cuối hành lang kính và cuối cuộc nói chuyện này. Lại có một con cá tai tượng dừng lại sau tấm kính, nhìn tôi. Tôi đưa tay lên, khẽ chạm vào chỗ kính ngay trước mặt nó. Nếu nó có thể hiểu, tôi sẽ gật đầu với nó nữa, rằng rồi sự tồn tại của cả tôi và nó sẽ sang một trang mới. Trang bìa sau, đóng lại và kết thúc những hành trình mệt mỏi và day dứt trong khối vật chất khổng lồ bao bọc cả thế giới này. Mày để con bé ở chỗ an toàn chứ? Có người sẽ chăm sóc nó cẩn thận. Tôi cố tình đặt một câu ở thì tương lai, để ông hiểu rằng ông sẽ không bao giờ là người chăm sóc xin. Nó không được phép sống trong guồng quay này như cha mình. Hôm qua Nadan lại thua, cứ kiểu này tụt xuống thứ ba thế giới mất. Tôi mỉm cười, lấy bao thuốc trong túi áo ra, cắn rút một điếu, nhét bao thuốc trở lại, rồi cầm bật lửa châm. Lối chơi của Nadan phụ thuộc nhiều vào thể lực chú ạ. Một đợt chấn thương dài, thể lực xuống thì phong độ cũng không duy trì được nữa. Nó cũng có mấy chục. Bao nhiêu nhỉ? Tiền thưởng ấy? 25,9 triệu đô la. Ừ, 25,9 triệu đô la. Ngày trước, lúc tao biết rằng ở nước ngoài có những thằng phạm tội chỉ vì nó thích như thế, tao đã ngạc nhiên lắm. Tao không nghĩ rằng ai lại có thể thích phạm tội mà không phải vì đồng tiền. Bây giờ thì hiểu rồi. Ông nói mà như độc thoại, mắt vẫn nhìn về hành lang dài phía trước. Bây giờ thì hiểu rồi, rằng phạm tội, phá hủy những quy tắc của đạo đức cũng có thể là một mong muốn tự nhiên của con người. Sẽ không bao giờ người ta thôi cảm thấy bế tắc trong cuộc sống này. Sẽ không bao giờ người ta thôi cảm thấy mình đang không thể tự quyết định được số phận của mình. Không bao giờ tôi cảm thấy cần phải có nhiều quyền năng hơn. Tôi giơ quả lựu đạn lên, gõ vào mặt kính một cách vô thức, thành những tiếng kêu cốc cốc. Vẫn chỉ có những điều cũ kỹ, rất cũ kỹ vang lên trong cuộc nói chuyện này. Cuộc đời này dài quá. Ông nói lại câu nói vừa nãy, rồi cúi đầu xuống. Chẳng dài đâu chú ạ. Lúc mà người ta bắt đầu biết nhìn lại cuộc đời mình, bắt đầu biết lo sợ và tìm cách để trốn những nỗi lo sợ của mình, thì người ta cũng chẳng còn sống cuộc sống nguyên vẹn của bản thân nữa. Ông quay sang nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Một chốc, sự ngạc nhiên thay bằng nụ cười giễu nhại quen thuộc. Mày suy nghĩ giống bố mày lắm, biết không? Sao chú? Tôi đờ người ra. Sao tao biết à? Tao biết hết. Tao biết cả việc mày đã giết thằng Long. Mày giống bố mày, quá yếu đuối. Ngay cả hút thuốc
mày cũng không bao giờ cắn vào đầu lọc mà chỉ ngậm trên môi. Tao nhìn đầu lọc thuốc lá là tao biết mày đã ở đấy. Nhưng tao không muốn giết mày. Mày hiểu không? Thằng Long nó chết là cũng tại nó thôi. Ông gào lên đầy uất ức rồi cúi đầu xuống. Hình như tôi thấy khóe mắt ông ươn ướt. Mười mấy năm chưa bao giờ tôi nghĩ rằng đấy là một con người. Có thể tức tối, có thể khóc cười như những sinh vật tầm thường xung quanh ông ta. Một lúc im lặng, rồi ông ngẩng đầu lên, thở hắt, bất thần rút ra một khẩu súng từ cặp quần, quay lại chĩa vào tôi. Tay ông run lên, răng nghiến chặt. Đầu ông hơi lắc lắc, như thể đang cố nói một điều gì đó, nhưng không thể diễn đạt được thành lời. Ông muốn bắn tôi, cũng được thôi, đằng nào thì mọi thứ cũng sẽ kết thúc. Ông chủ sẽ không bao giờ kịp phản ứng, không bao giờ kịp ném quả lựu đạn ra xa, ngay cả khi ông bắn chết tôi chỉ bằng một viên đạn. Ông biết điều đó, và tôi không hiểu tại sao ông lại giơ súng lên. Ông không làm những việc chưa tính toán trước. Ba phát đạn liên tiếp vang lên. Tôi không cảm thấy đau ở đâu trên người. Ông ta đã cố tình không bắn trúng tôi. Đằng sau lưng tôi vang lên âm thanh đục của tấm kính cường lực khổng lồ đang nứt gãy. Ông chủ buông thõng tay xuống, rồi lại khẽ nâng lên, nhìn khẩu súng trên tay mình một lúc. Ông ném nó đi. Phía trên chúng tôi, hai con cá mập trắng đang bơi qua. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn theo chúng, lại mỉm cười. Một tiếng nổ lớn vang lên, rồi cả cái hành lang kính sụp xuống trong áp lực của nước. Một miếng kính lớn đập vào hông tôi, rồi chỉ một hay hai giây sau, tôi đã thấy mình lơ lửng trong làn nước. Tôi không dãy giụa, cứ nín thở, để mình trôi và quan sát mọi thứ xung quanh. Ở đằng kia, ông chủ cũng đang để mình nằm im trong nước như thế. Những con cá mập lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Chúng bơi vờn qua người ông chủ một lúc trước khi nhận ra ông khác với những con cá khác trong bể này. Chỉ một cái quẫy mình, cả một vùng nước đã nhuốm đỏ. Chỉ còn nhìn thấy cái bóng đen mờ mờ. Cái bóng đen lại dẫy lên thêm vài lần nữa. Những con cá mập đang xé nát ông ta. Tôi nhắm mắt lại, tay vẫn nắm chặt quả lựu đạn. Tôi hy vọng rằng mình sẽ chết ngạt trước khi lũ cá mập nhận ra sự có mặt của tôi. Không khí trong phổi tôi đã cạn, đầu và ngực tôi đau buốt. Tôi cố cảm nhận những điều mà con gấu trắng đã trải qua khi nó chết giữa biển Bắc, cô quạnh trong làn nước lạnh ngắt. Bến bờ để quay về đã rất xa, chỉ còn chạm được vào trong ký ức. Tôi mở mắt ra, phía bên trên tôi, trong làn nước mờ ảo, có một bàn tay tròn xoe đang chìa ra. Tròn xoe không có ngón, nhưng tôi biết đó là một bàn tay. Bàn tay như là của Doraemon đang đưa ra để tôi nắm lấy. Tôi buông quả lựu đạn ra, vươn cả hai tay mình về phía trước. Tôi thấy mình đang bay lên cao, không có cảm nhận gì về trọng lượng cả, như là một nhà du hành vũ trụ đang bơi trong khoang lái của tàu Apollo, một khoang lái khổng lồ và phủ một màu trắng tinh như tuyết.
tôi không còn thấy bầu không khí đặc quánh, những nỗi ủ ê và sợ hãi nữa. Một sự tinh khôi bất tận chảy trong buồng phổi và từng mạch máu của tôi. Tôi ngoái đầu nhìn xuống phía dưới, có những đám mây, và phía dưới những đám mây, tôi nhìn thấy bờ biển trắng. Không biết là Nam Cực hay Bắc Băng Dương, chỉ có một đường ranh giới rất thẳng, rõ ràng. Một bên xanh ngắt, một bên trắng xóa, và trên đường ranh giới ấy, tôi nhìn thấy con tê giác Java, con gấu trắng và Doraemon đang cùng nhìn về một hướng. Tôi nhìn theo hướng ấy, đó là đường chân trời. Tôi đang lơ lửng giữa một khoảng không bao la bất tận. Không có điều gì đè nén, không có điều gì níu kéo. Tôi lại trở về với những đám mây, để kiếp sau lại làm một giọt nước rơi. Lời bạt của nghệ sĩ Quốc Bảo cho Aquarius cùng Đức Hoàng. Ở một số những buổi chiều nào đó trong tháng 6, cái tháng 6 thuộc về thì quá khứ, tôi đã nghe Aqua vang lên bốn bề từ dàn loa thùng tự chế của một ngôi quán vạ vật bên đường. Tôi đã nghe Aqua một mình. Từ nơi tôi ngồi ngó lơ đãng ra phố xá, có thể thấy những nhát cắt mặt người thờ ơ mệt mỏi lướt qua, gãy vụn và vỡ tan như trong một đoạn phim quay tồi. Bấy giờ tôi ngồi đó uống cà phê pha nhạt, nghe Aqua và nhận ra rằng tuổi trẻ của tôi mất đi thật nhanh, gãy vụn và vỡ tan thật nhanh. Tôi chẳng có dịp nào nghe Aqua nữa. Sau cái thời trẻ tuổi ấy, tôi không còn nhớ gì đến họ, những người hát nhạc thời trang quê quán tận miền tuyết trắng Bắc Âu ấy. Cho đến hôm nay, tôi đọc bản thảo của Đức Hoàng với những dòng chữ trôi tự động, lững lờ trên màn hình máy tính, hay là tôi không đọc gì cả, hay là tôi nương nhờ giọng văn buồn bã này để ngoái nhìn về thời quá khứ của riêng tôi với những chiều Aqua và cà phê đã nhạt, hay là tôi không đọc Đức Hoàng một dòng nào cả mà đang viết lại thời trẻ dại của chính mình, tôi không biết nữa. If only I call them back time. Tôi cũng muốn quay ngược thời gian lại để sống một lần nữa. Thời trẻ dại, bơ vơ, nhìn đâu cũng thấy những mặt người thờ ơ và mỏi mệt như chính mình, như chính tôi. Bởi đó là phần đời tôi chưa kịp sống, hay là tôi cho rằng như vậy. Hay là cho tôi mượn tạm câu chuyện buồn bã và lửng lơ của Đức Hoàng để áp vào phần đời đã mất của tôi. What ever, tôi cần sống lại những buổi chiều tháng 6 xưa xa, tháng sinh nhật tôi. Cho tôi mượn câu chuyện Aquarius nhé, Đức Hoàng. Sài Gòn, tháng mùa xuân năm 2010. Thư gửi độc giả của tác giả Đức Hoàng. Đầu tiên, cảm ơn vì bạn đã đủ kiên nhẫn đọc, nghe hết cuốn sách này. Tôi bắt đầu viết nó từ mùa thu 2009. Đó là những ngày mà các mặt báo tràn ngập tin tức về Roman Polanski, người đạo diễn đã trốn chạy tội lỗi của mình trong suốt 39 năm, bị bắt tại Thụy Sĩ. Polanski đã chạy trốn nước Mỹ trong suốt 4 thập kỷ kể từ khi phạm tội. Trong thời gian lang bạt khắp châu Âu ấy, người nghệ sĩ vĩ đại đã sản sinh cho nhân loại những tác phẩm tuyệt vời. Hẳn các bạn vẫn nhớ
The Pianist, nghệ sĩ Dương Cầm. Bộ phim đã đoạt giải Oscar năm 2002. Giải thưởng ấy trao ở Los Angeles và Polanski đã không thể quay về nhận. Khi Polanski bị bắt, chính người thiếu nữ bị ông hại năm nào, giờ đã thành một thiếu phụ, cũng đã viết đơn xin miễn tội cho ông. Nhưng luật pháp không chấp nhận điều đó. Những tác phẩm điện ảnh vĩ đại nâng đỡ cho tâm hồn hàng triệu con người không thể biến Polanski thành một người vô tội. Gần nửa thế kỷ, một sai lầm cũng có thể giống như là mới hôm qua. Tôi đã đọc những dòng tin ấy và nghĩ rằng thời gian trôi xuôi và nó không thể nắn lại những khúc cong của quá khứ. Cứ sau mỗi va đập lớn, cuộc đời của người ta rẽ vào một quỹ đạo khác và không bao giờ còn có thể quay lại là chính họ nữa. Họ vĩnh viễn biến dạng, cho dù có bỏ ra toàn bộ phần đời còn lại để níu kéo và sửa chữa những dị hình trong cõi lòng. Tôi đọc những dòng ấy và chợt nhận ra rằng trong tiếng Anh, từ hurt, dù có chia ở thời nào, chủ động hay bị động, quá khứ đơn hay phân từ hai cũng vẫn là từ hurt, là làm tổn thương nhau hay tổn thương chính mình. Thời gian chỉ có thể làm người ta tạm quên, đôi lúc còn là khoét sâu. Những đứa trẻ thật hạnh phúc, bạn hẳn tin rằng mình đã gặp bối cảnh của Aquarius ở đâu đó, một bộ phim Hollywood hay một bộ phim Hàn mà Lee Byung-hun đóng chính, hoặc có thể là bạn đã gặp nó trong chính lòng mình. Ở đâu có con người, ở đó có tranh đấu và hoài niệm không dứt. Tôi không hối hận vì đã tạo ra bối cảnh này. Những câu chuyện dân gian của thời đại chúng ta ở trên Google, những kinh thánh của thời đại chúng ta nằm trong từng trang Doraemon. Nhưng những dây dứt của thời đại chúng ta đôi lúc chìm quá sâu để có thể search được bằng bàn phím. Chúng ta đã luôn cố tin rằng mình sống trong một thời đại hân hoan. Một lần nữa cảm ơn bạn, những độc giả của tôi. Cảm ơn nhạc sĩ Quốc Bảo đã viết cho tác giả một lời bạt thay, một lời bạt bình yên, một thoáng cho tim mềm. Cảm ơn Aqua, những người đã quay trở lại và ra đĩa mới trong năm 2010 này, như một hoài niệm đẹp quay lại từ quá khứ. Hy vọng rằng tôi và bạn đã có những hoài niệm đẹp cùng nhau. Nói như Arnold Schwarzenegger, tôi sẽ quay trở lại. Đức Hoàng, mùa dâu ra nở, năm 2010. Thưa quý vị, quý vị vừa nghe trọn toàn bộ cuốn tiểu thuyết Aquarius hay là chuyện dân gian ở thời đại chúng ta của tác giả Đức Hoàng. Cuốn tiểu thuyết này, như đã được giới thiệu từ đầu, do nhà văn Võ Thị Xuân Hà biên tập và đã được xuất bản năm 2011. Nhà xuất bản Hội Nhà Văn. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.